san bằng luôn, ao sợ giật ngập trắng bằng. Cầm máy chụp sợ cánh đồng chụp ấy này mẹ kinh ngập lắm. Hà Nội nó chụp được ngập kích luôn. Đấy, kích cá luôn này. Đấy. Trắng phăng. Sợ thật đấy. Một trận mưa cánh đồng trắng băng chi hà luôn. Ao à ra mẹ hết cá luôn. Sợ thật đấy. Trời ơi. Ui 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 ui. Ui đi đi về Vinh Hạ. Thì mẹ xét kinh lắm. Sợ thật. Trời. Ôi ơi, đi đâu ạ? Sợ thật. Trắng băng luôn. Kinh hồn. Sợ thật đấy. Phố lược. Sợ sợ sợ. Kinh thật. Một phát ngập hết cả đồng luôn. Đây chuột này. Bắt chuột. Kìa đây. Đây này thì diện. Vinh ơi, bắt con này ra để anh bắt con này. Lừa nó ra hết ngoài. Đây ngoài kia đầy à. Đâu? Đây đây. Đầy đây, 4-5 con này. Đéo. Cái này phải lội được xuống cơ. Đéo lội được, đéo bắt được đâu. Nhiều chuột lắm Vinh ơi. Nhiều lắm. Chết chưa? Làng kinh chuột bơi vi ve ngoài giữa mương à. Nhiều chứ à? Đợi thôi. Đây à, đi đợi cảnh đợi chuột. Con kia con rắn à? Rắn. Chuột bơi vi ve à? Được mỗi con à? Kia lên chi kia đi Vinh ơi. Kia đông lắm, chắc nhiều lắm. Phải đợi bác chuột kia lên thì để bắt này. Mày lên đi. Lại phi ra đi. Cậu nó lên rồi nó lại phi. Đông không? Cảnh bắt chuột hùng vĩ. Chuột chết mẹ mày. Chết mẹ mày đi. Chết mẹ mày đi. Chết luôn rồi. Chết rồi. Đây. Con à? Con bé. Con nữa đây. Chưa đều con trường con.
5 con. Kịch chuột đấy. Rắn này. Đấy, rơi. Giết. Bắt sống hết. To là kia chắc. Ở cây ngoài kia. Vẫn lao ra bắt cơ mà. Đuổi kỳ cùng địch thủ. Không cho chúng nó thoát. À ở chỗ kia là kéo vó cá ra. Ôi, làm cá đấy. Trời, lực. Trời. Đi xe về này. Kéo được nhiều. Oát kéo mẻ võ nha. Kéo hết cân luôn. Choát. Kéo nha. Quăng 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 quăng. Ui. Ui trời. Tôi với người làm xin mẻ vậy. Đây, mày lấy con này luôn. Sao thật? Chú lấy cái gì mà? Lấy cái lon hấp. Một mẻ. Cống này có nước chảy. À có nước chảy đâu nhỉ? Có nước chảy. Mua cho cái giỏ xe này. Sợ rách mà. Làm một mẻ vó được cân luôn. Chúng có đứng ở đây một lúc nữa thì đầy cá. Cấp 5 thế nhỉ? Cống của nó ra, cống của cậu. Ôi chuột, không có con chuột được chứ nhỉ? Nhiều chứ.